Đây là mẫu nhà ống một tầng, diện tích 100 mét vuông và ngân sách thi công khoảng tầm 1 tỷ nha các bạn. Nếu các bạn có một mảnh đất mà chỉ có chiều ngang nó sẽ bị hẹp và dài về chiều sâu thì đây sẽ là một trong những cái lựa chọn để các bạn có thể tham khảo. Công trình này được bên mình thiết kế cho anh Năm có địa chỉ tại Hải Phòng và chiều ngang của căn nhà nó sẽ là 7,5 mét và chiều sâu của căn nhà là 18 mét. Tuy nhiên là nếu các bạn cần xây để xây được căn nhà này thì chiều ngang của mảnh đất của các bạn sẽ phải nhiều hơn. Lý do vì sao ạ? Lý do vì các bạn có thể nhìn thấy hai bên thì chúng ta sẽ thấy cái phần mái đua ra như này, thì mỗi bên tối thiểu các bạn cũng phải làm tầm 50 và 60 phân, cho nên là nếu để xây được thì các bạn cũng phải cần có một mảnh đất có chiều rộng là 8,5 mét. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không có những cái mảnh đất phù hợp như thế thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp khác nhau, thì tùy vào mỗi nhà chúng ta sẽ đưa ra được những cái biện pháp để thi công cho nó hợp lý. Trước mặt các bạn đây là mặt tiền của công trình. Đây, bên đây là phối cảnh mặt bên này. Đấy, phối cảnh bên trái này. Đây là phối cảnh tổng thể. Các bạn có thể nhìn thấy là mảnh đất này bị thoát hậu. Tức là thoát hậu là như nào, là mặt tiền rộng và chiều sâu thì nó bị ngắn. Thì bên cạnh này nó vuông và cạnh này nó bị chéo. Thì chúng ta hãy sang cái phần mặt bằng nhé. Đây là phần mặt bằng công năng của căn nhà. Chiều dài của căn nhà là 18,6 mét đây. Từ đây đến đây là 18,6 và từ đây sang đây là 7,5 mét. Thì phía đằng này nó còn bị thóp lại nữa này. Cho nên là cái phần này được chúng tôi thiết kế làm sân phơi này. Cái phần này nó bị thóp lại cho nên là chúng ta sẽ phải thu lại cái phòng này. Đó. Thì cái công năng của phòng này sẽ được thiết kế với 3 phòng ngủ. Đầu tiên đây là phòng khách, đây là phòng thờ, đây là phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 1. Và phía cuối là sẽ là một cái nhà vệ sinh. Phía dưới này sẽ là khu vực phòng khách, phòng bếp. Thì các bạn có thể thấy nó cũng khá là hợp lý đúng không? Cũng không có gì nó quá cầu kỳ hay như nào cả. Nếu mà anh nào mà thích phiêu thì có thể chơi luôn quả giếng trời vào đây cho nó phiêu phiêu du nhé. Nếu mà đối với những nhà người ta không có gọi là không có đất đi thì có thể làm như thế. Còn với nhà mà đất rộng thoải mái thì ok, không vấn đề gì. Thì đây là cái mẫu mà mình muốn chia sẻ với các bạn, mẫu nhà ống một tầng. Nếu các bạn cần hỗ trợ gì thì hãy để lại bình luận, mình sẽ hỗ trợ các bạn.